chia bộ đoạn đó bên chơi trần đã trai ban phơ ba bấm pin đời xa nẹ miền ẩm nát rư cơ nẹ miền tùn đi thông thông được nông thưa bà quạt bà bà lời đường này cứ mình men nẹ thông tới bấm pin chia chỗ này bà cứ nẹ thông tới bấm pin đây là bao tà mộc à tà mộc có lục tà mộc con khôi ba đấy được bà mình miền miền đây thì tẹo bao tà mộc cả nó tẹo bao tà mộc tẹo bao tà mộc bao đây bao tà mộc ở đây bao tà mộc bao đây biết thà đây bao tà mộc miền này thà to tà con chỉ cảm rất bà con bà đúng chẳng à tây tạ ấy à tây tạ đây bà thầm mốc bà 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 xong là bà ấy trong về trong việc đại nữa với con khâu chơi các bà con khâu chơi bà hả lâu mà hả là tây tạ đây bà thầm mốc nâng dạng mấy đại bà thò mặt đá về ta bật tên mình xoắn được hiếp cứ thà thư xa mà ra là cam chô khi tới đầm bày bật tên xoắn được hiếp cứ đầm bọn đây bà thầm mốc nâng tế bà thầm mốc khi mà đã chô chia sầm mặt bà chiết bà chiết bà hay lần từ nít cái đại tháp băng rum mình than ở tây tạ tây tạ mộc bà là ngày thoa mà đá tàu rum mình than ở tây tạ tây tạ mộc nó cứ chia sầm mặt ở bờ mình bà chiết có bọc hai đấy cục rồng bà làm bay ở trên cho cái tờ mờ bắt tay ấy lần đi ạc sao vì miết mua đọc pi nè mình tray nó không khai đồng bà tới thưa ban cam sơn bà cho mình nẹp plong nẹp plong giang rồng phơi phạt chẳng hỏi nơi khôn nít kì trong mình dây mặt trai của má nẹt tiết đi bà mình mua miếng các bạn đây ở hai bàn tay chúng xong lược cho cả môi đi bà cứ lục áp bà rong hai bà đòi mình chế nên bà quát mua lâm sọc tổ lâm sọc tổ bà lục lâm sọc tổ có miếng các bạn đây bà quát môi đá cứ các bạn đây bà quát bà bay rơi hà sập buồn bà do đây mà plong nơi đập bắn cái ta rung mình đây than ở tay tạ tay thằng mộc nè bà hỏi đời ca mấy ca khúc khất nghĩa chỉ mua nên mình trai soi ở đây mình ti soi ở đây khát bà hay mình ti mình luôn mình ti soi ở đây khát còn miên mặt plong này bà chẳng nơi ti nó cứ miên đọc pi plong bà cứ miên mua thằng bà hay bàn tay nẹt đà châu rùm gió nó cứ miên lúc bà rô khát về đài bà cứ gọi mua lâm sọc tàu nè bà chẳng hỏi bà chia bà rốt quạt ngó thà đây băng đây bao tài bóng trai ba nẹt miệng nát nơi ti nó rùm lốp gió hỏi bà chẳng hai chi lục à bạc hai đặt đằng tì pro nơi khôn ông plong nó ở miền trung à bạc hai bà bữa sau miền trung lục à bạc hai thế bạn tới từng bay từng thổ bà rồi miền tây thầm là lục à bạc rồi hai cho mà đầm tì bà hay cho đó thiên không mi sọc ở trên tầng bà mấy khi tôi chưa miền mê plong đây plong ấy mà bà miền plong đấy thì cúc trái nữa bà hay tranh đôi ở miền tây rồi ở đây nhú nè miền tây đây lâu lũ ấy bà mẹ này nó vô đây bà tập mộc mộng thế cái lô còn vô đây nó tập pu đầy lâu luôn bà phải là lớn bán này nè sao mai là lớn cứ sao mai pu đầy lâu luôn bà phải phải giặt phải là pu đầy lâu luôn phải giặt tất này bà đi sầm nàng hói xe tập mộc còn ngót bà bởi tập mộc nơi vua mới còn còn bàn dễ thắc không biết là na khăn chưa mộc kì nơi lư mộc miền tập mộc kì à miền nơi lư mộc miền tập mộc bà miền tập mộc đây mộc bà lư mộc miền mộc còn miền mê chứ nè miền mê thế đi sầm nàng thôi chỗ đây quạt đặt quạt khâu tư bây giờ quạt ngược màu vĩnh còn đang đập đập và đặt xa và ná nè cả ta anh tụt ở rum đi than nâng ở cái tu sơn ta được ấy bùa mà bùa vô lưu bàn anh không thể xa tăng pi chừng ngon anh máu nè nâng ơi chân bàn thà rương đi tu tu thiền âm mình ai miền lê đập bay tập đại tập nôm tới căn lô apibaro hai bàn tê bà hai chìm xét luôn cấm kỳ vân còn chẳng đái bà lục chưa bật thiên tí nâng có lục lưu số thà lục có miền đây nó mập lòng cái đai bà hay mình tu thiên âm mình ai chẳng đẹp tầm nông xong ca bỏ sài bị lục bàn tê bà nâng hành chẳng bà xuân bà bỏ ở miền đi miền khó được trừ khăn ông cập đặt ná lục áp bà rô khát có đôi chuyện lục cấm kỳ vân bà khăn ông nghiêm chưa mình trai mình tin sao giờ đây khát người ta bỏ sai thà rương nuôi về giàng này giàng mạch pruh ai cái xá khơi nhận chân về chia pruh của ban phát đặt về đây cả hòm chai và đằng thà pruh ở luôn đọc pin nẹp cặp bung tại nó khnía cúp lóng chai khnía plong plong này hao bà chân rương đi mình đăng chia này na tới đọc sai thì bà hãy bữa phát đăng tới khát cái thà đôi phát đăng từ khnía quạt đá lên bà ở khấm bà ở khấm bà ở khấm mai khiom đang bất quạt phát đăng đi luộc bữa ráng quạt quạt trong thai là xa đập bắn băng rồi mình than bao thở mọc đi bà thằng cua nam mình tray mình ẩm nát như không khai đang ngon khi phù vô chẳng thế bà cua để túc chưa đập bắn rồi mình than bà quạt trong thai là xa bản năng này bà chẳng hay sông ao lụa bạc hai đó mình chơi mình ta mời phong chúng cá lụa bạc đắng
បាទបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះលោកបារាមានអីត្រូវបន្ថែមដែរអត់បាទហើយគាត់ថាជុំវិញរឿងនេះប្រហាក់ប្រហែលនឹងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលខាងខ្ញុំចុះជាមួយលោកពុនពីរឿងមន្ទីររឿងថ្នាក់ខេត្តនេះជួនកាលគាត់ខុបខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកមិនសប្បាយចិត្តបាទអញ្ចឹងហើយបានថាអាណត្តិនេះគឺអាណត្តិធ្វើកុំឲ្យពលរដ្ឋទឹកភ្នែកបាទជំរាបបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងឯងជំរាបមន្ត្រីថ្នាក់ខេត្តតែប៉ុណ្ណឹងឯងគាត់ផ្ដាំផ្ញើប៉ុណ្ណឹងពីទូទូអនឡាញ TNM ហើយសូមឲ្យប្រិយមិត្តយើងដែលកំពុងតាមដានទស្សនាហ្នឹងក៏អាចផ្ញើសារឬក៏ជាអត្ថបទឬក៏ជាឯកសារពាក់ព័ន្ធបើមន្ត្រីណាធ្វើខលខូចពុកអលួយជាប្រព័ន្ធអាចផ្ញើមកខ្ញុំនឹងធ្វើព័ត៌មានជាលក្ខណៈអង្គការឲ្យច្បាស់លាស់បើអាមន្ត្រីណាខលខូចហ្នឹងហើយពួកអាខលខូចក៏និយាយវាមន្ត្រីលោកមន្ត្រីបាទនិយាយពួកអាខលខូចអត់ទេដោយសារយើងមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវយើងក៏ក៏ប៉ុន្តែពាក្យអាមិនបាទខ្ញុំយល់ក៏ប៉ុន្តែក្នុងសង្គមមួយដែលមានមនុស្សល្អនិងអាក្រក់បាទបាទអញ្ចឹងពីគេដើរទៅគ្នាគេអាក្រក់ក្រោយកុំហៅគេអាបាទអុយនៅកន្លែងនេះគឺកន្លែងសាព័ត៌មានសាធារណៈបាទយើងមិនអាចប្រើពាក្យអាទេយើងចឹងបីមន្ត្រីណាជនខលខូចវិញលោកឬក៏ជនបង្កអញ្ចឹងទៅបាទបាទយើងមិនអាចនេះទេហើយមួយទៀតដូចខ្ញុំនិយាយមានប្រសាសន៍មួយបងជាតាពីមុនអញ្ចឹងណាបាទមិនដែលក្នុងការគេធ្វើអីមួយនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខេត្តនោះមិនដែលថាថ្នាក់ខេត្តគាត់មិនដឹងទេបាទបាទគឺគាត់ដឹងណាបាទក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងថាជាប្រព័ន្ធគាត់យ៉ាងម៉េចទេបាទបាទបាទប៉ុន្តែនេះវាអត់មានឃើញលិខិតឈ្មោះរបស់លោកអាបាខេត្តបាទមានឃើញតែលិខិតឈ្មោះលោកអាបារងខេត្តហើយគាត់ដាក់ដីនេះជាដីទ្រព្យសម្បត្តិរួមពីអ្នកដីពលងាត់គាត់ទៀតគឺមានទំហំ432ម៉ែត្រការ៉េបាទហើយរឿងមួយទៀតរឿងអយុត្តិធម៌ដែលការពឹងពាក់ដែលខ្ញុំបានច្រើនមានប្រសាសន៍ពីមុនមកណាតែងតែនិយាយណាចំពោះជាពលរដ្ឋគាត់ខ្លាចល្អាណាបាទបាទគាត់ពឹងទៅដល់ពេលខ្លះគាត់ប្តឹងទៅប្តឹងចំខ្លាបាទបាទរួចពីខ្លាហើយប្តឹងខ្លាហើយទៅប្តឹងមួយទៀតទៅចំក្រពើបើយបាទបើប្តឹងចំខ្លាខ្លាស៊ីចឹងណាបាទតែបើប៉ណ្ងចំក្រពើក្រពើលៀបទាំងចឹងតែហ្មងបាទមានលៀបទាំងនេះបងចឹងនេះលៀបទាំងអស់ហ្មងលៀបទាំងអស់ហ្មងបាទអូខេឥឡូវទុករឿងនឹងមួយលើហើយនឹងទុកឲ្យសហការីយើងតាមដានទៀតហើយក៏បើលោកបានជ្រាបព័ត៌មាននេះហើយសូមលោកបំភ្លឺជុំវិញសារបានរឿងនេះផង